Con ơi, bây giờ con cho biết con tên gì? Con Thúc Khang. À, nói chuyện rất là nghiêm túc con à. Ờ, bạn Khang mấy tuổi rồi? 4 tuổi. Đi học chưa? Dạ đi. Học lớp mấy? Lớp mầm. Lớp mầm hả? Lớp mầm. Lớp mầm. Để con học giỏi không? Giỏi. Con biết làm toán không? Biết. 1 cộng 1 bằng mấy? Bằng 4. Trời ơi, 1 cộng 1 bằng tới 4 luôn. Trời, học giỏi dễ sợ luôn nha. Ê, bây giờ thì con sẽ ca bài gì nè? Bây giờ con đã, con dơ đứng yên coi con. Tay này dơ 1 ngón cho chú coi. Tay này dơ thêm 1 ngón nữa. Rồi đừng có ngậm áo. Bây giờ chú rờ vô ngón tay con đếm nha. Đếm 1, 2, 1 cộng 1 bằng mấy? Bằng 2. Ôi, giỏi quá, lần này giỏi quá. Bây giờ con sẽ ca bài gì? Bé mẫu giáo. À, bé đi mẫu giáo cho một chàng có tay. Rồi, mời bạn. Bé đi mẫu giáo là cháu Linh Ma đó, nhớ chưa? Rồi con đi đâu? Ca này đang quay nha, con mà ca bậy gió thổi con bay luôn á, hiểu chưa? Rồi cầm micro, ca này đang quay. 2, 3, 4. Quá. Nhiều ca sĩ quá vậy. Đây cho con nè. Rồi, mời con về chỗ của. Rồi, cảm ơn. Bây giờ để coi bạn nhỏ nào bạn này phải không? Rồi, mời bạn hãy chào ba mẹ cho các cô chú coi. Mẹ út giỏi quá, chào tụi con đây đẹp quá. Con tên gì? Con Trang. Trời ơi, con tên Trang.